Dùng đất phương Nam ngay từ thời Khấn Quang mở cõi đã được bao lớp cha ông truyền tụng là nơi đất đai màu mỡ, cây trái ngọt lành, cá tôm hào sản. Và trong quá trình cư dân đồng bằng sông Cửu Long giang tay đón nhận sự hào phóng của thiên nhiên đã tạo nên những nét văn hóa vô cùng đặc sắc, mang đậm hương sắc của đất và người phương Nam. Hãy cùng chúng tôi khám phá những nét độc đáo ấy qua series ký sự Ngao Du Sông Nước Miền Tây. Câu mực khơi xa rồi lặn biển săn dâm, chúng tôi đã có những trải nghiệm khá thú vị cùng bà con nơi xứ biển Hòn Sơn của tỉnh Kiên Giang. Vẫn còn ngây ngất với sóng biển và bị cuốn hút bởi vị ngon của những sản vật này. Nhưng chuyến hành trình ngao du chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị nữa. Và hôm nay, chúng tôi tiếp tục di chuyển về địa phương cuối cùng trên phần đất liền của nước ta, đó là Cà Mau, nơi được mệnh danh là xứ cá Nam Bộ. Đồng bằng sông Cửu Long ngoài là dựa lúa, dựa trái cây lớn của cả nước, thì cá đồng cũng được xếp vào danh sách này. Cá đồng ở miền Tây nhiều như thế nào mà ngày trước bác Ba Phi hay kể cho con cháu nghe là phải dẹt cá để múc nước. Quý khán giả có tin không? Nếu không thì hãy cùng Quốc Thế về với huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau để kiểm chứng. Và hôm nay thì chúng ta sẽ khám phá về nghề đặc trưng bắt một loại cá da trơn, đó là cá lương mà mọi người còn hay gọi tắt là lương. Theo các cụ lớn tuổi, mùa đặt trúng lương thường bắt đầu từ khoảng tháng 6 âm lịch khi mùa mưa chính thức bắt đầu. Lúc này lương đi kiếm mồi nhiều hơn, thợ trúng canh vào thời điểm đó để mưu sinh. Cầm ống trúng lên thì thấy rất đỡ bình thường, nhưng để làm ra nó từ những cây tre thì không hề dễ dàng. Lựa chọn tre như thế nào để có thể là dẫn dụ lương vào ăn mồi nhưng lại không bị ngợp thì chỉ có những người có nhiều kinh nghiệm mới có thể là cho chúng ta câu trả lời. Và bây giờ thì Quốc Thế sẽ đi tìm câu trả lời đó. Trên đường ngao du tìm câu trả lời, chúng tôi đã làm quen được với chú Nguyễn Lâm Hải. Và thật vui khi được biết chú đã có hơn 30 năm làm nghề đặt trúng bắt lương ở xứ U Minh Hạ này. Tre thì nó có nhiều giống, không biết mình chọn cái giống tre nào để mình làm ống trúng vậy chú? Mình nên chọn cái loại tre gai. Đó, tre gai là mình làm cái ống trúng. Đó, rồi còn mà cái tre mỡ đó, nó dày không thể nào làm trúng được hết. Chú nhìn bụi tre này, chú đã lựa được cây nào chưa? Đây là lựa được hai cây. Dạ. Đây, đây cây nè. À, thấy không? Cây này nè, đó. Đó là cái... Mình lên, mình lấy khoảng chừng hai thước cho lên. Nó lấy lên ngọn, còn khúc này mình bỏ lại. Bị khúc này nó dày quá, không thể nào làm trúng được hết. Cái gai nè, nó đâm vô giò mình ha. Sao làm mũ nó cũng nhức. Đó, nó như cá đầm vậy. Mình phải nặng nó bầm nó ra, đốt phải kỹ, lúc cây tre gần ngã rồi mình tránh bên, chứ để cây tre nó phóng xuống mình, sẽ trúng mình. Nó bật lên hả chú? Nó bật lên. Mình sẽ xây cây tre. Dạ. Nó xuống. Nặng quá trời nặng. Đoạn tre dùng làm trúng phải có chiều dài từ 1 đến 1,2 m để có thể chứa được nhiều lương. Thông thường thì mỗi trúng có thể vào từ vài con trở lên. Theo chú Lâm Hải, kỹ thuật làm trúng cũng khá đơn giản. Đoạn tre được đục thủng thông nhau, phần miệng trúng để thoáng cho lương bò vào. Còn phần cuối trúng, đoạn tre khi đục thì chừa lại mắt cuối để khi lương chui vào thì bị ngăn lại, không để lương bò ra. Mình nhúm lửa này chi vậy chú? Nhúm lửa này để là mình vùi cái ống trúng. Đó, bắt đầu vùi ở đằng sau có lỗ hơi nữa đó, để con lương nó vô nó thở cái lỗ hơi này. Đừng cho nó bị ngợp đúng không chú? Đúng rồi, đừng cho nó ngợp nè. Công phu quá chú ha. Ừ, công phu dữ lắm. Bây giờ công phu nó cực khổ dữ lắm. Khi đặt nó lạc rồi đó là lội đi kiếm, nó cùng hết trơn. Khi bơi xuồng đi kiếm. Vậy là bao hy vọng để tìm lời giải đáp cho câu chuyện về cách làm trúng lương, rồi kinh nghiệm bắt lương của chúng tôi sẽ được giải tỏa từ lão nông này. Câu làm trúng khó nhất là chiếc hôm bịt kín phần miệng. Hôm thường được bà con chọn nhiều nhất là những dây bồng bông quấn quanh thân tràm. Dây bồng bông có lợi thế là dai, chắc, khó lòng mà làm đứt được.
loại dây leo này có nhiều ở xứ U Minh. Có lẽ vì vậy mà ngày xưa các bậc tiền nhân chọn vật liệu tại chỗ để làm miệng hòm. Dân gian có câu cá chết vì lưới, lươn chết vì mồi. Mồi có hấp dẫn thì mới dụ được lươn vào trứng, nhất là những con lươn lớn vốn rất tinh ranh. Mỗi người thợ trứng đều có bí quyết riêng, hay nói đúng hơn là sự sáng tạo trong nghề làm mồi sao cho dính được nhiều lươn. Ở các vùng canh tác lúa đồng bằng sông Cửu Long cũng có nghề đặt trứng. Tuy nhiên bà con chỉ đặt vào mùa nước nổi, nhưng lượng lươn bắt được cũng không nhiều, đa phần là lươn nhỏ. Còn ở vùng quanh năm ngập nước thế này thì mới có được lươn lớn. Ngoài yếu tố đất đai phù hợp cho lươn trú ngụ, những lão nông kinh nghiệm với nghề đặt trứng còn chú ý đến yếu tố thời tiết nữa. Những khi nhìn trời sắp chuyển mưa to thì bà con mang trứng đi đặt ở những nơi có gò đất, vì lươn thường tìm đến những nơi lạ để kiếm mồi. Con lươn đó là tháng này trời mưa ngập đó là nó theo bờ, nó không ở ngoài sâu nữa. Nó bờ mình đặt nó chạy nó mạnh hơn. Chứ ở ngoài sông sâu vậy chứ nó không có. Đó. Cỡ tháng 9 tháng 10 đó, con lươn nó ở ngoài đìa. Theo chú thì cái cách đặt của mình như thế nào để có thể là dính được lươn nhiều vậy chú? Cái cách mình đó, mình đặt mình cũng phải lựa. Mình cũng biết phải biết cái điểm chứ không phải ra là mỗi chỗ mình nhét. Đó, mình lựa cái chỗ khi là thấy nó êm đó, mình biết chỗ đó là có con lươn. Đó. Cái tùy theo cái cỏ, cái hướng của cỏ nữa. Đó. Như là mình đặt đó theo cái chiều gió. Đó, tỉ mà gió xuôi á thì mình đặt con trứng theo xuôi theo gió, mình được đặt nên đặt ngược. Bởi vì ngược là không thể nào con lươn nó phát hơi được. Còn xuôi gió là con lươn lúc dưới kia nó còn nghe cái hơi được. Đó là con lươn nó rất dễ chạy hơn. Nó tỉ nó bò đây, nó bò đây nó không thấy lỗ nó vô. Cái nó bò ở đây, cái nó thấy có cái lỗ ở đây là có mồi đây, nó bắt hơi đây, cái nó chung vô đây. Nó vô đây nó ăn, nó mắc kẹt đây. Đó. Tức là mình tạo cho cái mùi nó đi xa hơn đúng không chú? Tạo đi xa. Giờ chú hướng dẫn con cách đặt thử hả chú? Rồi. Chưa từng trải nghiệm thử công việc này. Rồi chú vô mồi đi rồi con cầm. Rồi đi. Rồi, để con làm dấu, để ngày mai con còn nhớ. Dạ rồi. Với gần 50 ống trúng, chỉ đặt trong nhấp nháy là đã xong. Ở vùng này không cần phải nằm ngoài rừng để giữ trúng đâu, vì không ai phá hay dỡ trộm của bà con. Do chúng tôi là khách phương xa, nên hôm nay chú Hải có mang theo một mớ câu giềng để câu cá lóc về đãi khách. Người ta thường nói mồi nào cá nấy, loại câu giềng này cũng vậy, muốn ăn cá lóc chỉ cần vài con dế là đã có thể thả câu. Câu giềng nhìn có vẻ đơn giản nhưng độc đáo lắm. Chỉ cần hai cây sậy làm đà, cột vài sợi nhợi vào đó, thế là xong. Con nghe qua các giai thoại của Bắc Ba Phi á, thì là phải dẹt cá để mà múc nước. Cái này hồi xưa có cá nhiều đến mức độ gì không chứ? Hồi xưa đó cá nó cũng nhiều. Nó theo đìa, nó rút xuống cái đìa đó. Mình là phải xuống mình dẹt khi là nước sình nó cá nó đánh nó lên sình luôn. Nó kẹo luôn đó, nó đánh cái nước sình nó lên đó, nó kẹo nó cái nước sình đó. Cá dữ trời hồi xưa cá dữ lắm. Mà đường nó lóc vô đó. Khi là cái bè ngang mà lớn nè, là nó lóc thiết xuống luôn. Trong Bắc Ba Phi là cũng nói cho vui ha. Nhưng mà chứng tỏ là cá vùng này hồi xưa cũng nhiều. Nhiều. Nhưng còn bây giờ thì sao chú? Bây giờ cá cũng còn nhiều mà nó không bằng hồi xưa. Quá trời mũi luôn chú ơi. Bây giờ con mới hiểu cái câu là mũi kêu như sáo thổi là sao đó. Hồi xưa đây là mũi nó kêu dữ trời lắm. Thì nó bay đó. Thấy không? Bây giờ mũi nó bay cỡ đó. Mình đi cắm nó đập liền con luôn. Thôi mình đi thăm câu đi rồi mình về hết chú. Rồi mình đi thăm câu đi. Dạ. Thôi dính rồi kìa chú. Sau khi thăm được một đợt đã đủ thức ăn cho buổi sáng mai thì cả đoàn quay về nghỉ. Vì nếu bơi tới bơi lui nhiều lần cũng làm cho lươn ngát, không vào trứng thì khổ. Phải thừa nhận là cá ở vùng này nhiều và ngon hết ý. Rồi mình cắm nhiêu được rồi mình về. Dạ. Rồi. Dỡ trứng là điều mà chúng tôi rất chờ đợi và nôn nao suốt cả đêm qua. Không biết thành quả của đoàn hôm nay như thế nào, bởi có nhiều giai thoại về lươn ở vùng U Minh. Chút nữa chúng tôi sẽ kể chi tiết. Còn bây giờ phải đi thăm trứng trước. Có không chú? Ôi, con lươn vàng thật luôn chú ha. Chú đợi con đi chứ. Tới cái trứng con đặt hôm qua chưa?
tới rồi, tới rồi. Dạ, để con dở thử coi. Có gì con thấy nặng nặng này chú. Gì vậy trời? À, rồi, chạy tới có. Chạy lui nè. Nó hút vào vô, ra cho nó vô để nó trường rồi ra. Nó phóng xuống nước rồi là xong rồi. Ở đây nè. Được. Đó. Thưa khán giả, đây là con lươn mà tôi vừa đặt được. Mặc dù là không hề có chút kinh nghiệm nào về nghề đặt trúng lươn, nhưng tôi vẫn đặt được con lươn bự như thế này, chứng tỏ là vùng này lươn còn khá là nhiều. Để nó vuột ra. Dạ. Nó bò là nó vuột ra liền. Đó. Đó, bắt đầu mình cho vô ống chúm. Mình cho lại đó. Hôm nay hơn phân nửa số trúm dính lươn cũng đã coi là thất thu, bởi có nhiều ngày ngay luồng nước lươn dính gần hết số trúm. Nhưng thôi, đối với những người khách trải nghiệm như chúng tôi đã cảm thấy quá may mắn. Lươn dính trúm là thế, nhưng lươn lớn nhỏ thế nào phải đợi về đổ ra mới biết, vì không thể đổ ngay ra ghe sẽ sảy mất. Bao nhiêu lươn đây là được khoảng bao nhiêu ký chú? Đây là được cũng khoảng 3 kg. Con nghe người ta truyền miệng nhau là lươn ở vùng này mà lớn quá thì nó thành chồn, thì không biết là chú có nghe cái đó không chú? Chú hồi xưa cũng nghe nói, mà hồi đó giờ chú cũng, năm nay chú ở vùng này đó cũng là 50 mấy tuổi ha. Chú đặt trúng chuyên gia hồi nào giờ, mà chú đặt con lươn khoảng 1.5 kg, 1.7 kg. À, chú thấy nó khi là cái đầu nó cái nhăn thôi, chứ chưa thấy nó có lỗ tai. Cái da đầu này, cái da này nè, nó bự lên, là nó nhăn lên lên, nó nhăn lên cho nên nó dùng hết trơn luôn. Nó già quá, nó dùng lại hết trơn, mà mình thấy nó cục hơn, nó cũng có cái đoạn này. Những con lươn lớn như vậy đó, thì khi mà nó vào trúm này nè, thì nó có bị tét trúm không chú? Khi nó vô cái ống trúm bự cỡ này, đó, con lươn nó vô, mà ống trúm hơi dở quá, mình vừa mình lại mình nhóm lên gì một cái, là ống trúm nó là cái bụp liền, bị nó gồng ra đó, nó làm cái bụp một cái là mình phải bỏ ôm trúm cứng lại liền. Những con lươn nhỏ này thì mình có bắt không? Mấy con lươn nhỏ cỡ đó, mình thả lại hết. Một hành động nhỏ nhưng đủ đẹp, đủ để cảm nhận tấm lòng của người dân miền Tây với mẹ thiên nhiên. Sản vật dù dồi dào nhưng sẽ không là vô tận nếu con người chỉ mãi khai thác mà quên bảo tồn, tái tạo cho mai sau. Cũng chính vì như thế mà hiện nay ở U Minh vẫn còn lươn và cá đồng nhiều đến mức ăn không hết. Nghe chú Hải chia sẻ thì chúng tôi đã có thể an tâm thưởng thức những món ngon về lươn. Lươn có thể làm được nhiều món, nhưng phổ biến nhất là lá nhào, vừa giàu dinh dưỡng, vừa nên vị thuốc. Canh chua lươn nấu với cơm mẻ bắt chú Xin thì ngon khỏi phải bàn. Món ăn đậm đà hương vị miền quê. Món mặn thì có lươn kho sả ớt, ăn mà hít hà, ngon quên thôi. Lươn tự nhiên thịt mềm và thơm hơn so với lươn nuôi. Nếu ai đã được đến biệt thự Cà Mau, chỉ cần thưởng thức một lần thì cũng khó mà quên hương vị dân dã của phương Nam. Và ở Cà Mau không chỉ có lươn, một đặc sản không thể bỏ qua khi đến với vùng đất này, đó là cua biển. Nghề săn bắt loài hải sản này cùng hàng loạt thắc mắc là vì sao cua nơi đây lại ngon vào hàng bậc nhất của cả nước sẽ được giải đáp trong tập tiếp theo của series ký sự Ngao Du sông nước miền Tây.